Vâng, thưa anh em, hôm nay lại tiếp tục sang bên Auto Spa Pro ở ngay chỗ gần ngoại giao đoàn, và trong video lần trước tôi đã giới thiệu với anh em rồi đấy, để chăm chiếc Kona này. Trước khi bật mí với anh em, chia sẻ với anh em là ngày hôm nay chăm cái gì, thì muốn update với anh em một chút về cái ceramic mà hôm trước tôi phủ. Đây, thì từ hôm phủ ceramic ở đây đến bây giờ là 3 tuần rồi, thì tôi chưa rửa xe, chưa hề rửa xe, và đi mưa rồi, đi về quê, đi cao tốc rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy là tất nhiên là một phần là bởi cái chiếc xe màu bạc này này, thì nhìn bẩn nó sẽ không lộ rõ. Nhưng nếu anh em nhìn kỹ vào thì anh em sẽ nhìn thấy là các hạt bụi ấy, nó luôn luôn có xu hướng là nó rớt xuống dưới. Thì đấy, phủ ceramic. Chính ra là ông nào mà lười chăm xe, lười rửa xe ấy, lại càng phải phủ ceramic, bởi vì xe nó sẽ lâu bẩn hơn. Đấy, thì ngày hôm nay mới mang sang bên này để chăm sóc các cái khác thì mới rửa luôn. Thì nhìn tổng thể chiếc xe trông vẫn rất là sạch sẽ. Nếu mà ai kỹ tính nhìn kỹ vào thì mới thấy bẩn thôi, còn nếu mà đi ở trên đường thì trông vẫn ổn, không hề bị nhem nhuốc. Quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng ấp ủ cái này từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có thời gian để làm, mới có điều kiện để làm. Kia thì tôi thấy là có trend là rửa gầm, tức là đi đến đâu cũng có một cái cầu nâng lên. Nhưng bây giờ gần như ở gần đây ở Hà Nội, tôi thấy là các bên rửa xe, kể cả những bên như bên Auto Spa Pro, thì trong cái gói rửa xe tiêu chuẩn thì cũng không có nâng gầm, đúng không anh? Thì đa số là rửa gầm là anh em phải làm gói riêng. Đấy, thì hôm nay tôi muốn là khám phá xem là với một chiếc xe của tôi là bây giờ là gần 3 năm, đi được gần 5 vạn rưỡi km, thì ở gầm, đặc biệt là cái phần hốc lốp này, đấy, nó như nào. Đấy, thì ngày hôm nay nhờ anh em ở bên này kê lên, cũng như là tháo cả 4 cái bánh ra, để xem là sau từng ấy thời gian thì đang có những cái gì ở bên dưới gầm và trong hốc xe của chúng ta. Trước khi đi vào chi tiết những thứ mà sẽ làm ở gầm cũng như là hốc ấy, thì lại muốn nói một cái câu chuyện. Ở cái video ceramic lần trước có người vào comment là chả tội gì phải chăm xe như thế, rồi từng ấy tiền bỏ ra để phủ ceramic thì thà làm cái này, thà làm cái kia, thà cứ đi thoải mái rồi bỏ từng ấy tiền sơn lại, mua bảo hiểm rồi sơn lại vân vân thì còn ngon hơn. Không sai, không sai. Cái đấy là quan điểm của mỗi người. Có người coi chiếc xe là một phương tiện đơn thuần, họ đi thậm chí họ còn chả cần phải chăm. Và nếu anh em không cần chăm, không cần phủ ceramic, thậm chí anh em không cần phải rửa xe tiêu chuẩn, anh em đi xe 10 năm vẫn không sao cả. Có thể xe nó sẽ nhanh cũ hơn, có thể là nó sẽ hao mòn hơn, nhưng mà nó không đến mức là làm cho xe của anh em hỏng. Tuy nhiên thì cũng có những, ví dụ như tôi thì tôi bên cạnh chiếc xe là một phương tiện đi lại, thì mình cũng muốn nó là một cái, mình coi nó là một người bạn đồng hành của mình. Cũng không có gì mình phải quá kỹ tính, nâng niu, chăm sóc kinh khủng cả, nhưng mà bởi vì mình coi là một người bạn đồng hành nên mình cũng muốn là chăm sóc cho em nó ở mức độ ổn, ít nhất là ổn và tiêu chuẩn. Và hay là cái chuyện phủ ceramic, làm lại sơn các thứ, đi nhìn cái xe nó bóng, mình quan sát cái xe mình thấy thích. Đấy là sở thích của mỗi người. Cái đấy là quan điểm thôi, tôi nghĩ là không có đúng, có sai. Không có ai chăm xe ít hơn là không đúng, mà ông nào kỹ tính quá lại là, thì lại là dở hơi. Đấy thì một chút quan điểm cá nhân như vậy. Thôi bây giờ đi vào chi tiết đây. Đây, ngày hôm nay thì anh em sang bên này thì anh em luôn hỗ trợ rất là nhiệt tình. Đặc biệt là ông anh này hôm trước ông phủ ceramic cho mình. Thì anh Tiệp ạ, anh em comment là chẳng qua là ông Mạnh Linh ông ấy sang quay ấy thì mới làm kỹ thôi. Còn nếu mà người khác sang thì không làm kỹ như thế, thì anh quan điểm của anh như nào về cái câu chuyện đấy? Thực ra thì với anh mọi thứ nó đơn giản lắm, anh không suy nghĩ nhiều về vấn đề đấy. Quan trọng là cái tâm của mình với nghề nó như thế nào thôi. Thôi đấy, thì để anh em yên tâm. Nếu mà anh em có mang xe sang bên này thì nếu mà làm không đúng như trên video thì anh em cứ bắt đền ăn vạ ông Tiệp. Vâng, thưa anh em, đây là cái lòng về hốc lốp ở trên xe Kona. Thì tôi biết thêm một lý do nữa tại sao chiếc xe này khá ồn, bởi vì cái lòng về này là bằng nhựa này. Thông thường là các cái xe mà cách âm tốt là bằng nỉ, đúng không anh? Nhưng mà cái đấy em lại thấy anh em là toàn đi hóa nhựa. Đúng rồi, cuối cùng là nhựa hay nỉ? Và vì một cái thời gian thì cái nỉ nó sẽ bị sệ khi mà rửa nhiều lần ấy. Có khi nó lại không phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam đúng không anh? Nóng ẩm nó dễ hỏng. Đấy, thì đây là cái lòng về nhựa, đây là cái mặt mà sẽ quay ra ngoài này. Thì nếu rửa là chỉ rửa sạch được mặt này thôi, đúng không? Khi mà đây là ví dụ, đây là mặt trong này, đây là mặt trong, nó sẽ ôm cái lốp này. Thì khi mà các bạn đi rửa xe ấy, thì người ta cũng chỉ rửa được cái phần này, lòng trong này thôi. Còn cái mặt ốp ngược của nó thì trông bẩn kinh khủng rồi, bẩn trông như cái bịp sẽ rõ rất là nhiều đây, bẩn kinh khủng quá. Đấy, nó đóng cái này. Như mình nhận định là xe của bạn ít đi đồi núi đấy.
Vâng. Xe của bạn mà đi nhiều đồi níu thì cái này nó có khi đất đỏ. Đất đỏ nó bám kịt hết cả cái này. Vâng. Nhưng mà lớp cực dày luôn đây này. Anh tiệp anh gõ vào đây rồi em ơi. Này. Em nhìn cái lớp bụi nó bám. Thực ra thì tôi cũng không chưa chắc lắm về cái việc là sau khi mà các cái lớp bụi này nó bay đi hết ấy thì vận hành nó khác gì không. Nhưng mà em đặt anh em mình là con người thôi, đôi khi mình cái chân của mình bị bẩn ấy, mình vào mình rửa sạch chân đi, mình cảm giác là đi lại nó thanh thoát hơn là cái chân nó bẩn, đúng không? Nó sẽ có những cái trường hợp mà khi mà ở trong cái hốc này của bạn bẩn quá ấy, kể cả khi người ta rửa sạch mặt này rồi, nhưng mà nước nó có thể vào khu vực này là vào, lúc ấy các cái chất bẩn này nó sẽ kéo theo một chút ra thì nó lại ra bẩn tiếp. Đấy là khó rửa sạch. Tại sao cần phải chăm sóc? Đây là sau 3 năm và sau 55.000 km. Và điều kiện vận hành của tôi thì tôi nghĩ là cũng khá phổ thông so với người Việt Nam nhé. Đi phố và đi đường trường. Đi đường trường khá nhiều. Đường xấu đường đẹp đi, chỉ không đi đồi núi thôi. Bởi vì xe này mà lên núi thì lại sập gầm. Đây, tiếp theo là cho anh em nhìn cái hốc. Thì bình thường là cái kia nó sẽ che hết lên đây, đúng không? Đúng rồi. Thì cái phần này là nước rửa, xịt rửa không bao giờ đến được này. Thì đây là cái lớp này là lớp cao su phủ gầm từ hãng ra. Thường thì từ hãng ra họ sẽ phủ một số điểm nhất định. Như con này em thấy là phủ khá nhiều ấy nhỉ? Đúng rồi. Đây này, mà nguyên cả mảng này luôn này. Đây chỉ là một phần ít thôi. Vâng. Khi mà mình ra ngoài phủ em gầm ấy, chịu thêm một chút chi phí thì toàn bộ cái phần khung nhôm ở trong này là mình sẽ được phủ lại. Vâng. Phủ kín. Nhưng mà cái phần này em nhìn cũng chưa bẩn lắm nhỉ? À đây. Đất nhìn thấy không? Đây này, đất cát của em đang đóng cục đây này. Và đây như là nó bám cả vào các cái chỗ cao su này. Bám vào các đây. Cái vị trí ui này. nhiều lắm này. Cạo nhẹ một cái anh em nhìn cái ngón tay của tôi này. Cạo nhẹ một cái đất đây. Nó bám vào này. Bây anh cạo cho nhìn này. Đây anh em quay phim ở đây nhìn. Thực ra cái lớp phủ này rất là mỏng thôi, nhưng mà còn lại là cái đất cát của em nó bám lên. À đấy. Đấy thì bây giờ anh em vệ sinh từng cái lòng què này một. Đây, từng cái một luôn. Thì phải dùng cái súng này nó khác gì cái súng rửa xe bình thường hả anh? Cái này nó có độ áp lực và nhưng mà nó độ áp lực của nó yếu hơn cái súng bình yếu thường rửa xe. Đây, súng này có thể mới chịu lực được. Đây là hai cái mức của nó đúng không? Đúng rồi, hai mức của nó. Ui, đây anh em này. Sờ vào cái xe nó bẩn kinh khủng rồi. Đây, ấy hơn thì là... Ui, áp lực mày. Anh cứ xịt thử cho anh em nhìn, áp lực nó sẽ... Nhưng mà đây tức là cái súng chuyên dụng để anh chăm sóc chi tiết đúng không? Vâng, đây anh em tháo mấy cái tấm che gầm ra thì sau khi vệ sinh hốc lốp và vệ sinh gầm xong thì tôi sẽ phủ gầm. Thì ngày mai mới phủ, hôm nay là dành thời gian dọn đã. Dọn cái này rất mất thời gian, dự kiến là khoảng 2 tiếng một cái hốc lốp. Tức là dọn 4 cái hốc lốp là mất 8 tiếng nếu mà một người làm. Còn cái gầm này thì là mất bao lâu hả anh? Chỗ này cũng phải 2-3 tiếng. Khá là bẩn đấy. Gầm này cũng phải 2-3 tiếng đấy. Đây thì đây là nó bám ở trên những cái phần sắt thép taxi rồi, còn đây anh em nhìn này. Đây là cái tấm chắn gầm mà khi mà tháo ra này. Đây chính là cái mặt bên trong này. Này. Nó đóng cặn này em ơi. Đây. Đây, bên này còn bẩn hơn, có khi đây là cứt bò khô ấy chứ, đúng không? Hóa thạch. Có khi đây là cứt bò, cứt trâu ấy, mình chả biết được là cái gì. Bẩn kinh khủng. Và tất nhiên là sẽ vệ sinh luôn cả cái phần mặt trong của la răng nữa. Đấy thì cái này nó chuyển động liên tục nên là nó sẽ không bám quá nhiều các cái cặn bẩn đâu. Nhưng mà đây, thưa anh em, đây chính là hậu quả của xa Hà Nội và chỉ đi vá cái lốp này. Trời ơi, nó toét luôn cả cái mâm ra chứ không phải là chỉ xước nhẹ đâu nhá. Vâng thưa anh em, hôm nay là ngày thứ hai rồi, update một chút về tình hình moi gầm em Kona của tôi. Thì đây, anh em có thể nhìn thấy là đã rất là sạch rồi, moi hết gầm, tháo hết tấm chắn gầm, tháo hốc lốp ra.
Và bây giờ thì anh em đang bịt ni lông lại để chuẩn bị tiến hành phủ gầm. Và đây này, bô anh em cũng lôi ra và đang cọ từng bộ phận một. Đây, lôi ra và cọ trắng tinh và sau đấy thì sẽ mạ bô nữa. Thế thì ngày hôm nay tôi muốn tìm hiểu về cái câu chuyện phủ gầm. Nhân tiện là dọn rửa sạch sẽ xong thì mình cũng phủ gầm để mình trải nghiệm luôn. Thì đây, có anh Long ở bên Auto Spa Pro. Thì nhân tiện là em cũng muốn tìm hiểu một chút về phủ gầm. Chào anh Long ạ. Đây, hôm nay cái mic này để đấy cho anh cùng nói. Dạ, anh cứ nói đi ạ, anh chào anh Long. Chào Mạnh Ninh. Dạ. Thì hôm nay mình giới thiệu với cả Linh đây là phủ gầm GB gốc nước. Dạ, gốc nước. Thì tác dụng của cái phủ gầm này là gốc nước này là nó sẽ bám dính hơn gốc dầu, tốt hơn. Thứ hai là nó thân thiện với cả môi trường. Dạ. Ví dụ như gặp nước, ví dụ như trong quá trình mà mình thi công gặp nước là mình có thể rửa trôi được. Dạ. Thứ hai là nó có tính chất là ví dụ như nó kháng được các cái muối và các cái chất hóa chất như kiểu dung môi như acetone. Dạ. Chi phí đối với cái việc mà mình phủ gầm gốc nước này thì nó sẽ đắt hơn gốc dầu. À. Từ những cái tính năng ưu việt đấy. Dạ. Nhưng mà với một con xe như xe Cola đây thì là mình sẽ phủ khoảng 4 cái chai này, chi phí trung bình nó sẽ rơi khoảng tầm từ 2,5 triệu đến 3,2 triệu. Thế rồi ạ? À. 3,2 triệu để phủ gầm, bao gồm là cả công phủ luôn? Bao gồm cả công phủ. À, và thời gian thi công thì? Thời gian thi công thì trung bình là ví dụ như là mất đối với những xe cũ này. Dạ. Thời gian thi công lâu nhất là cái việc mà chúng ta làm vệ sinh gầm. À. Bởi vì vệ sinh gầm càng sạch thì cái lớp phủ nó bám vào cái bề mặt kim loại càng tốt. Đấy. Và cái việc mà phủ gầm thì nó có một cái tác dụng mà thứ nhất là nó giúp cho cái việc cách âm chống ồn của anh em dưới gầm xe tốt hơn. À, dạ. Đấy. Thứ hai nữa là đối với cái đường mà như kiểu là xe đi trong nội thành Hà Nội này thì các cái hệ thống thoát nước đang không được tốt. Ví dụ trời mưa hay bị ngập tắc đường thì trong quá trình mà mình di chuyển xe này, trong nước mưa nó có axit thì nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng là hen rỉ gầm. Thì cái giúp cái việc là giúp chúng ta làm sao mà chúng ta tránh được cái tác động của môi trường đối với việc là không gầm xe. Dạ. Và cái phủ gầm này nó rất bền nhá, nó tuổi thọ của nó trung bình nó phải trên 30 năm. Trên 30 năm. Ừ. Nó quan tâm chung... em không quan tâm đến con số ấy luôn. Đấy. Xác định xe còn 5 năm là bền lắm rồi. Với một cái chi phí mà bỏ ra như thế và với cái thời gian mà chúng ta sử dụng với cái phủ như thế thì anh thấy nó quá là rẻ. Vâng. Có hơn 3 triệu. Tuy nhiên là xe cũ này thì anh em sẽ phải mất thêm cái chi phí là để dọn sạch cái gầm. Đúng. Và rồi, dọn gầm càng kỹ thì càng cao, đúng không anh? Đúng rồi. Ví dụ như là để mà dọn được kỹ như cái xe của em là em tính ra là em để ở đây là hơn 24 tiếng thôi. Đúng rồi. Thì là khoảng bao tiền anh? À, trung bình thì cái chi phí mà chúng ta dọn sạch gầm, làm sạch hốc lốp như thế này thì nó sẽ rơi khoảng 950.000. 950.000. Đúng rồi. Mà em thấy là anh em thi công hai ông thợ gần, là mất cả 2 ngày công hôm nay rồi. Chỉ anh em còn moi cả bô, moi hết tất cả ngóc ngách ra. Và bây giờ anh em đi vào đây có khi sờ từng ngóc ngách là nó cũng sạch rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ em muốn quay trở lại với câu chuyện phủ gầm thì em thấy là có nhiều quan điểm khác nhau. Có người bảo rằng là ở thành phố thì không cần phủ, ở gần biển hoặc là đặc biệt là gần biển, gần muối mặn thì mới phải phủ. À. Thậm chí là có người bảo là phủ gầm mà không cẩn thận nó còn hại hơn là không phủ. Thì dưới quan điểm của người mà làm spa xe thì anh Long... Anh ý kiến của anh Long thế nào? Thực ra thì quan trọng là nhiều người có chấp nhận bỏ cái chi phí như thế không. Vâng. Còn cái việc phủ gầm thì không ai có thể phủ nhận được là cái tác dụng của nó là tốt. Vâng. Kể cả chúng ta đi trong cái đường nội thành cũng thế thôi. Vâng. Thì thứ nhất là phủ gầm nó giúp cho cái việc cách âm chống ồn của chúng ta từ lốp hốc lốp này và từ mặt đường lên trên khoang cabin nó là tốt rồi. À. Đấy. Thứ hai nữa là cái việc phủ gầm như anh chia sẻ đấy là trong quá trình mà mình di chuyển như kiểu Hà Nội trời mưa là hay tắc đường thì bản thân là nó bị ngập nước là nó sẽ sinh ra hiện tượng rỉ sét. Dạ. Đấy. Thì khi mà mình phủ thì mình có tác dụng là mình tránh được cái rỉ sét đấy. Dạ. Và thứ hai là cái lớp phủ gầm của chúng ta ấy, thì nó kháng được nước thì cái việc mà ví dụ vệ sinh gầm nó rất là dễ, nó không mất những cái kiểu thời gian như chúng ta là ở cái khung sắt như nguyên bản. À, tức là nó cũng sẽ hạn chế bám bụi bẩn vào gầm, đúng không anh? Đúng rồi, mình chỉ cần xịt nước đi là nó có thể sạch được. À, đấy. À, từ nãy đến giờ thì anh Long chia sẻ thì em quan tâm nhất tới hai cái ưu điểm của phủ gầm. Đấy là có giảm ồn không, có chống ồn tốt hơn không. Và thứ hai là nó bớt bám dính
bụi bẩn vào gầm xe. Đúng rồi. Bởi vì ngày hôm nay xe em sau 3 năm em lôi lên từ hôm qua là lôi lên là nhìn thấy gầm nó cực bẩn. Và nếu anh em kỹ tính moi móc ra thì em đoán là cái khối lượng tổng cái khối lượng bụi bẩn mà nó bám vào đây có khi cân lên nó cũng phải được vài cân ấy, tính đúng bằng rồi. Vài cân ấy chứ đấy không hề ít một tí nào. Mà bây giờ là anh em đôi khi là xe là luôn luôn cố gắng là cho nó nhẹ nhất có thể. Tức là xe hiệu năng càng cao thì gầm mâm càng nhẹ chẳng hạn, carbon các thứ cho nhẹ, đôi khi mình chỉ cần dọn sạch sẽ thôi là mình đã giúp giảm xe nó giảm trọng lượng đi mấy cân rồi. Đấy thì em quan tâm đến hai cái đấy, bởi vì cái mà bảo vệ khỏi cái điều kiện môi trường thời tiết thì có thể mình chưa cảm nhận được ngay và tùy cái điều kiện môi trường. Xe mới thì chúng ta lên phủ luôn. Đà. Bởi vì đỡ cho chúng ta cái chi phí và cái công mà chúng ta vệ sinh xe, và thứ hai là trong quá trình mà mình di chuyển xe thì đương nhiên là cũng bị sự tác động của môi trường, là cái gầm xe nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi. Và thứ hai nữa là xe mà nói chung là xe đã cũ thì càng chúng ta càng nên đi phủ càng sớm càng tốt. Cũ lại càng nên phủ ấy. Càng sớm càng tốt. Dạ. Đấy. Thứ hai nữa là còn cái thời điểm phủ gầm thì thực ra với cái mùa nắng nóng như này chúng ta phủ nó sẽ tốt hơn. Vâng. Bởi vì trong quá trình phủ gầm thì thường thì với cái gốc nước nó sẽ nhanh khô hơn gốc dầu, trung bình nó cũng phải mất tầm đôi tiếng hoặc 3 tiếng. Vâng. Và trong vòng 72 giờ là chúng ta hạn chế được chúng ta đi tránh nước. Thì nếu mà bình thường vào cái mùa lồ mỏm ấy thì nó làm cho tốc độ khô nó sẽ lâu hơn. Và cái mùa này thì nó khô nhanh hơn. Và đặc biệt là ví dụ như các anh em mà gần ngày Tết mà đi quan tâm đến cái việc là đi làm ấy, thì thứ nhất là cái thời gian mà thi công nó không vội được, và thứ hai nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng mà mình thi công. Lạnh rồi mưa ấy, đúng không? Lạnh rồi mưa. Thế nên cái thứ nhất đây là thời điểm tốt nhất trong năm để phủ gầm. Đúng rồi. Nhanh khô. Kể cả em thấy là tầm này đi phủ ceramic các thứ cũng tốt. Cũng nhanh khô. Mà cái thứ hai là chính ra mùa này phủ ceramic là xe của mình phải rửa nhiều. Và bởi vì các cái bụi bẩn ấy, gần như nó bám vào cái ceramic, nó cũng hạn chế hơn cái việc là nó bám bụi. Đây, phủ gầm là cái này, tức là bây giờ nếu mà trên thị trường là gốc nước thì còn những thương hiệu nào đấy, và nên dùng ưu tiên dùng thương hiệu nào? Gốc nước thì có thương hiệu của One Car, Út là Út như này đúng không? Út là cái thương hiệu này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hiện nay thì dòng Út mình đang thấy là có hàng nhái cũng rất là nhiều trên thị trường. Thì với cái thương hiệu của GB này bên mình hay dùng, mình đang phủ và mình cảm nhận thấy nó tốt. Dạ. Và chi phí nó hợp lý với cả khách. Thấy made in Germany. Đây là Germany xịn đúng không anh? Hay là cái này là nhập khẩu từ Đức luôn. Nhập từ Đức luôn. Ừ. Chứ hàng không phải là sản xuất và nhập khẩu từ Đức. Dạ. Chứ không phải là ví dụ như nhớ ông là đặt thương hiệu từ Đức nhưng mà đặt nhà máy Trung Quốc, đây là sản xuất tại Đức. Dạ. Và nhập khẩu từ Đức. Ok. Còn đây em thấy hai cái chai Út này thì là để cái chai này CC thì spray mạ kẽm. Cái chai này thì có tác dụng là để mạ kẽm bô, giúp bô chúng ta trong quá trình mà mình di chuyển ấy. Do cái nhiệt sinh ra từ ống bô nó sẽ bị hen, nó có kiểu nó bị xám xám màu, nó trông rất mất thẩm mỹ, và để lâu là nó sẽ bị rỉ cái cổ bô. Thì cái này nó có tác dụng là nó giúp cho cái kia nó luôn trắng, và thứ hai là nó hạn chế cái việc là nó bị hen rỉ từ các cái cổ bô đấy. Anh ạ, thế bây giờ lại có ý kiến là nếu cần thì hãng đã phủ rồi, các ông cứ bày vẽ thêm làm cái gì? Thì theo anh thì quan điểm như nào? Ví dụ em nhìn cái gầm này em thấy là vẫn có phủ gầm đấy chứ, nhưng mà gọi là chỉ phủ ở một số chỗ thôi. Thì chia sẻ với Linh là theo anh được biết thì cái việc phủ gầm đối với cái xe mà hạng sang thì đa phần là sẽ được thực hiện tại nhà máy. Vâng. Còn đối với những cái xe mà tầm phân khúc trung cấp hoặc là phổ thông như này, phổ thông ấy, thì cái tỷ lệ phủ gầm từ nhà máy nó ra rất là ít. Ví dụ như Hyundai đấy anh gặp nhiều rồi. Vâng. Là có thực hiện cái việc phủ gầm này nhưng mà không phải là phủ hoàn toàn. Vâng. Mà là họ chỉ phủ một vài chỗ thôi. Vâng. Và cái lớp phủ này nó chỉ ở mức độ gọi là tương đối. Vâng. Bởi vì thực ra thì cũng được chia sẻ là có thể là do họ tiết kiệm cái chi phí. Vâng. Ừ. Chắc chắn là tiết kiệm chi phí rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà thực sự mà chi phí mà nó rẻ thì họ đã sẵn sàng, nếu mà họ đã phủ đây thì họ sẽ phủ hết cả cái gầm này cho mình. Dạ. Không có lý do gì họ chỉ phủ một vài cái những cái điểm nhỏ nhỏ này. Đấy. Đấy thì nhiều anh em có ý kiến là bây giờ phủ cái gầm hết có 2 triệu để tại sao hãng không phủ, nhưng đấy là câu chuyện của họ sản xuất 1 triệu xe, mỗi xe thêm 2 triệu đồng thôi. Đúng rồi, chi phí thì nó là một con số. Đúng rồi. Chứ không phải là anh em nghĩ là có mỗi 2 triệu thế thì là ông phủ thêm vào cho nó xong.
Thì đây như là anh em mình quan sát ở đây thì đây này, thứ nhất là phủ ở ngay cái chỗ là mà cả một mảng luôn, ngay dưới cái lốp dự phòng. Đây là cái khoang hõm xuống để đặt lốp dự phòng. Và cái tiếp theo là ở đây. Đây có một cái điểm nhỏ đấy. Dạ vâng, các điểm khớp nối đúng không? Khớp nối đấy. Nhưng mà cái lớp phủ này mình có thì mình sờ mình thấy cảm nhận rằng là cái lớp này nó phủ nó cũng chỉ tương đối là mỏng thôi. Dạ. Nó không dày. Vâng. Mình sờ tay vào nó chỉ hơi cộ thôi, nó không phải dày cộp như cái chỗ này. Đây như cái chỗ này nó dày này. Đó. Dạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn. Dạ. Và đây. Đây. Ở hai bên hai bên rìa cái cửa xuống. Vâng. Có lẽ đây là cái khu vực mà đá nó sẽ bắn từ hốc lốp vào. Thì phủ để thứ nhất bảo vệ, thứ hai là có lẽ là cũng đỡ ổn hơn đúng không? Đấy thì cũng chỉ nguyên bản này họ cũng chỉ phủ rất là tương đối thôi, một số vị trí thôi. Ngay kể cả chỗ này này họ cũng phủ thêm một ít này. Không là phủ hết, nếu mà bây giờ mà phủ hết chỗ này thì lại ngon. Vâng. Đúng không? Chỉ có một tí cái đoạn này. Dạ. Họ phủ hết đến đây thì tí nữa anh em mình phủ gầm ấy thì gần như là sẽ phun hết cái chỗ này. Vâng. Nó dày lại này. Đấy thì nó đảm bảo cái việc là chúng ta dội âm thanh từ dưới cái sàn xe lên trên cabin. Vâng. Đấy. Đây anh em thấy là còn phải dán lại từng con ốc này. Ừ. Cái này phải dán đúng không? Có chứ. Cái này không. Không ạ. Bởi vì tí à cái này mở ở dưới đúng không? Cái này là mở từ bên trong rút ra, rút lên trên đúng rồi. Nên là phải chúng ta phải lắp lại những cái tấm bảo vệ ở dưới gầm xe, tấm nhựa. Thì đây là cái ốc này để chúng ta phủ bịt lại. Vâng. Đây, gầm đã khô rồi, anh em cũng đã bịt rất là kín các cái chi tiết cần phải bịt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phủ gầm. Vâng thưa anh em, mất công kê cái gầm xe lên banh hết ra rồi lại nhìn cái gì cũng muốn làm anh Bảo ạ. Đấy thì anh Bảo lại tư vấn là nghiên cứu thêm cái chống cách chống ồn đúng không? Chống ồn và cách âm ở cho hốc lốp. Đấy thì em là khách hàng, câu đầu tiên em nghĩ là rất nhiều người hỏi không chỉ riêng em. Làm nó có hiệu quả không? Có chống ồn không? Có cách âm được không? Đúng rồi, đấy là câu hỏi của nhiều bác thường hay hỏi. Thì một số bác đi thì cảm thấy rằng là không có được hiệu quả cao. Còn xét trên khía cạnh của những người làm xưởng như mình thì để đo được độ ồn đấy thì phải có máy. Và mọi con số đều đưa ra bằng máy đo. Và theo như anh em làm thì việc chống ồn từ hốc lốp hiệu quả rất là tốt. Vì bản thân tiếng ồn vòng từ lốp lên đấy, từ cả cái phần vang vòng ở phần gầm đấy, phần hốc lốp thì rất là nhiều. Cho nên việc dán hốc lốp một cách đúng quy trình, đúng cách thì giảm ồn rất là nhiều. Tuy nhiên thì để chống ồn triệt để và hiệu quả cao thì thường là phải dán không chỉ ở phần hốc lốp mà còn phải cả cánh cửa, phần chân, phần sàn cũng như cả khoang máy. Phải làm kín xe đúng không? Đúng rồi, thì mới là triệt tiêu về phần ồn là hiệu quả. Còn đối với các xưởng dịch vụ cũng như mình cũng như là những bác đi xe thì nếu như điều kiện kinh tế chưa cho phép thì cái phần chống ồn hốc lốp là nên làm đầu tiên. Tức là đây cái gọi là cái phần mà nó sẽ tạo ra sự khác biệt đầu dễ nhận thấy nhất đúng không anh? Quan điểm của em như này, em thì cũng đã từng tiếp cận với cái máy đo decibel rồi, để đo độ ồn rồi. Nhưng theo em thì cái thông số về decibel nó chỉ là một phần thôi của việc là có ồn hay không thôi. Bởi vì là ví dụ cùng là 50 decibel nhưng cái tiếng ù nó sẽ khác cái tiếng rẹt rẹt. Đúng rồi. Tiếng ù tiếng rẹt rẹt có thể nó dễ chịu hơn nhưng tiếng ù có khi nó chỉ 40 decibel thôi nhưng mà nó rất khó chịu. Đấy thì có thể là mình sẽ cần cái máy mà nó xịn hơn, nó đo được cái chỉ số cụ thể hơn. Nhưng mà thôi thì cái đấy tùy điều kiện của anh em là có cái máy đến đâu. Nhưng mà em cũng sẽ chia sẻ thêm cái cảm nhận của bản thân về cái việc là nghe cái tiếng sau khi mà làm thì như thế nào. Ok, okay thì cái đấy thì để phải làm xong đã, thử đã thì xem thế nào. Cái quan tâm thứ hai là thi công như này thì độ bền thế nào. Và em rất sợ một cái tình trạng, em cũng thấy rất nhiều anh em chia sẻ rồi, là dán xong ồn giảm ồn hay là cách âm tốt hơn thì chưa thấy đâu. Nhưng mà thấy là thi công không nghiêm chỉnh, một thời gian sau nó toét hết cả ra, thậm chí là cái tiền đi khắc phục nó còn hỏng cả xe ấy. Đúng rồi. Thì như nào hả anh, bây giờ phải như nào? Thì đây là thực trạng chung. Dạ. Mình thấy rất nhiều bác chia sẻ rằng là dán nó không hiệu quả. Hai nữa là dán xong thấy nó còn sập luôn cả ve cũng như là bong luôn cả cái phần tấm cách âm. Thì có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là do cái vật liệu. Hiện tại thì rất nhiều bác
đăng lên bảo là tôi dán vật liệu bằng 3M. Nhưng theo như mình tìm hiểu, mình là cũng một trong những nhà phân phối về đồ chăm sóc xe. Mình tìm hiểu được biết rằng 3M không có tấm cách âm tại Việt Nam. Và cái thứ hai là những vật liệu cách âm thường thì là những vật liệu chuẩn. Thì những bên mình hoặc là những trung tâm uy tín họ sẽ dùng. Và khi dùng những tấm cách âm chuẩn thì đồ dính sẽ rất là cao và chất lượng của nó tốt thì sẽ không xảy ra tình trạng đấy. Và vấn đề thứ hai là về quy trình cũng như là dịch vụ làm. Ví dụ đối với dàn phân hốc lốp này chẳng hạn thì mình sẽ dùng một loại tấm nó dày khoảng tầm 2.2. Nhưng đối với phân ve nhựa chẳng hạn, nhiều bàn dùng chung luôn vẫn dùng 2.2 cho đến 3 chấm để dán ve nhựa. Đấy là độ dày. Độ dày của nó. Đấy đúng rồi, đúng rồi. Cho nên ví dụ như tấm này chẳng hạn thì mình sẽ dán phân hốc lốp. Nhưng về ve nhựa thì mình sẽ dùng một loại chỉ dày khoảng 1.8 để dán cho ve nhựa. Đấy là việc lựa chọn sản phẩm. Và nhiều trung tâm có thể là tiết kiệm, không muốn đầu tư nhiều, không muốn mua nhiều loại thì là người ta dùng chung, và đấy là nguyên nhân là có thể khiến cho vân ve nhựa bị sập xuống. Và cái thứ hai là về quy trình. Thì nhiều bác bảo rằng là nhiều chỗ dán chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng là xong. Thực ra là không phải. Để làm được cái này thì như video trước là bên mình phải vệ sinh rất là kỹ. Xong đó là bên mình còn phải dùng sấy khô, sấy nhiệt để cho phần hốc của bánh là khô ráo hoàn toàn. Xong đó là các bạn sẽ dán lên. Và thời gian mất lâu thời gian nhất ấy, là chính là phần lăn. Tức là bây giờ các bạn đang lấy form dán vào. Và sau đó là các bạn sẽ dùng con lăn để lăn và lăn đi lăn lại rất nhiều lần. Xong rồi các bạn lại còn phải sấy nhiệt lên để cho keo nó ăn vào. Sau khi xong rồi thì có một quy trình nữa mà nhiều trung tâm còn bỏ qua, đó là phải phun lên một lớp phủ gâm nữa. Đấy. Và thường thời gian để làm một dịch vụ như thế này chuẩn chỉ là mất một ngày. Đúng rồi. Và một điều lưu ý nữa, đó là cái chế độ bảo hành. Những xưởng người ta làm xong người ta tính có hai yếu tố sản phẩm và tiền công. Nhưng đối với những xưởng như bên Auto Spa Pro thì đó là bảo hành. Ví dụ Auto Spa Pro sẵn sàng là bóc thì toàn bộ ra, dán lại nếu như dịch vụ hoặc sản phẩm kém. Đấy là điều cam kết từ Auto Spa Pro. Vì chúng tôi tin tưởng vào sản phẩm cũng như là dịch vụ của xưởng. Ok, ok, quá là uy tín rồi. Yeah. Thôi bây giờ em muốn tìm hiểu kỹ hơn thêm một chút về cái dán về cách âm hốc lốp này, tức là bao gồm là dán ở đây này. Đúng rồi. Tức là đây là mở cái vè tre ở trên đúng không anh? Đúng rồi. Dán trên. Và mình còn dán thêm một lớp một tấm ở mặt trong của vè nữa đúng không anh? Đúng rồi, mặt trong của vè. Và đấy, thì độ dày nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Và còn lưu ý gì nữa không anh nhỉ? Và sau đấy phủ là phủ cái lớp cao su non. Sẽ dùng một lớp cao su non phủ đè lên cái phần tấm cách âm này. Nhưng mà là chỉ là trong cái mặt này thôi chứ còn mặt kia thì lại không. Dạ. Ok. Rồi, để xem là sau khi làm thì hiệu quả như thế nào. Vâng, thưa anh em, tính từ cái hôm phủ ceramic đến hôm nay là khoảng 1 tháng rồi tôi chưa rửa xe nhá. Đây thì để kiểm chứng cho anh em thấy là phủ ceramic thì nó được cái lợi ích gì. Tất nhiên là xe vẫn bẩn, không thể sạch hoàn toàn được, nhưng hạn chế bẩn rất nhiều này anh em. Nhìn này, cái phần bên cánh cửa này. Hơn 1 tháng qua thì đi đủ các loại đường khác nhau, mưa, gió rồi đủ các kiểu thời tiết, đủ các loại cung đường thì anh em thấy này, thậm chí sờ là nó vẫn có cái lớp mịn, sờ vẫn rất là mịn. Tất nhiên là vuốt vào thì bẩn rồi, nhưng mà anh em nhìn này, bụi nó hạn chế bám rất nhiều luôn. Và cái bụi khi nó bám thì chỉ có bị bẩn quá thôi thì bắt đầu nó bám này, vẫn nó vẫn có cái hiệu ứng lá sen này, vẫn có hiệu ứng lá sen. Đấy, thấy không? Đó, thì ngày hôm nay qua đây rửa xe để review lại cái lớp ceramic. Đó thì là cái công dụng hạn chế bẩn, hạn chế bám bụi là như vậy. Và rửa xe xong thì sẽ chia sẻ với anh em về việc là làm cách âm chống ồn thì hiệu quả của nó ra sao, liệu là có giảm ồn hay không nhá. Và anh em thấy là quá trình rửa xe cũng gọn nhẹ hơn rất nhiều này nhỉ. Xịt một cái là nước nó trôi tụt. Đấy thì cũng hạn chế là phải kỳ cọ quá mạnh, hạn chế là phải dùng những hóa chất quá mạnh lên chiếc xe. Thì đó là những tác dụng về lâu về dài của ceramic. Và cái gói này là bảo hành 5 năm nhá, nên là cứ thỉnh thoảng qua
một thời gian nếu mà cái lớp ceramic này nó mòn bớt đi, nó không còn được cái độ trơn tuồn tuồn như này, thì anh em bên này họ sẽ phủ lại, họ sẽ dưỡng lại cái lớp ceramic. Vâng, đưa anh em nói mãi rồi, làm gì thì làm, chăm gì thì chăm, cứ phải rửa xe sạch sẽ. Rửa cái xe xong cái, rửa cái gói cao cấp nhất ở bên autospapro.vn, anh em còn khử mùi bạc hà bên trong này. Bước vào cái xe nó mát lạnh, dễ chịu, rất sướng. Mình cảm thấy mình yêu cái xe của mình hơn rất nhiều. Đến thời điểm hiện tại thì tôi dán những cái tấm chống ồn và cách âm cho hốc lốp lên chiếc Hyundai Kona này được khoảng 2 tuần rồi. Tôi có đi nhiều cung đường khác nhau. Bây giờ để mà chúng ta dùng một cái máy đo decibel, chúng ta đo về cái độ ồn ở trong cái khoang của chiếc xe này sau khi làm cách âm chống ồn ấy, thì tôi nghĩ là cái thông số nó sẽ không có sự khác biệt so với khi trước khi chúng ta làm. Và tôi cũng chia sẻ thẳng luôn là theo tôi ấy, cái việc mà anh em cứ bảo là làm cách âm xong giảm được 1 decibel, 2 decibel thì tôi nghĩ là nó chỉ là một con số để tham khảo thôi, chứ nó không có quá nhiều giá trị về mặt thông tin để xem, để đánh giá xem cái phương pháp làm chống ồn cách âm đấy nó có hiệu quả hay không. Bởi vì cái thông số decibel nó chỉ là một thông số trong rất nhiều thông số về độ ồn. Đấy, với chiếc Kona thì cái khác biệt nó không phải là decibel nó giảm đi, mà khác biệt là gì? Nó giảm được cái tiếng rào rào từ gầm, từ hốc lốp vào bên trong khoang xe. Thế nên là khi mà xử lý cách âm chống ồn cho xe thì anh em cũng phải xác định là xe của mình ồn từ đâu, và cái tiếng ồn nào, không hẳn là ồn từ đâu, mà cái tiếng ồn nào nó làm anh em khó chịu. Đấy, thì ví dụ với chiếc Kona này là cái tiếng rào rào từ lốp, từ gầm, nên chúng ta phủ gầm xong này, chúng ta dán cách âm, dán damping ở hốc lốp thì nó xử lý cái tiếng đó. Tuy nhiên thì khi mà anh em bớt đi được cái tiếng rào rào ấy, thì nó sẽ đánh đổi lại với chiếc xe của tôi nhá, là một chút cái tiếng hơi ù nhẹ. Tuy nhiên cái ù ở đây nó là trong phạm vi đánh đổi được, tức là nó ù nhưng mà nó không bị khó chịu. Và bây giờ nếu mà chọn giữa cái tiếng ù nhẹ này và cái tiếng rào rào thì cái tiếng ù nhẹ này nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với cái tiếng rào rào. Đấy. Tôi thì chưa có một cái máy móc nào để có thể đo được là thực sự là nó cách âm nó cải thiện như thế nào. Bởi vì như tôi đã nói rồi, đo decibel thì nó không có quá nhiều ý nghĩa. Còn chiếc xe này tôi cứ đi một thời gian nữa, nếu có điều kiện thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu những cái phương pháp cách âm chống ồn, làm cả sàn xe, làm cả cánh cửa, xem là nó cải thiện được đến đâu. Đó, video ngày hôm nay thì chúng ta làm rất nhiều thứ. Dọn dẹp, dọn rửa thì nó luôn luôn là cái quan trọng rồi. Xe nó phải sạch sẽ đã. Rồi sau một thời gian thì anh em cũng nên đầu tư để dọn hốc lốp, những cái cảm giác như cái xe nó nhẹ đi rất nhiều. Rồi phủ gầm, nếu mà tìm được cơ sở uy tín. Và tùy cái sở thích của anh em, tùy cái mà anh em mong muốn là bảo vệ cho xe thôi. Anh em nghĩ sao về tất cả những gì mà tôi làm ở trong video ngày hôm nay? Hãy comment ở phía bên dưới nhá. Quan điểm của anh em như thế nào về phủ gầm, về dọn rửa hốc lốp, đặc biệt là về làm cách âm? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 400.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.